Audio Jungle. Chào bà con, thì clip hôm nay mình quay cho bà con xem về cái kỹ thuật trồng dưa hấu cho năng suất cao của nông dân ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thì về cái kỹ thuật trồng á, thì mình nói sơ về cái cây dưa hấu. Thứ nhất á, là cái đất đai. Đất đai chúng ta để trồng cái dưa hấu này á, thì do đặc điểm của cây dưa hấu á, là có rễ mọc sâu này, chịu úng kém, chịu hạn khá nhất là khi đã trổ bông á, thì nó chịu hạn rất là cao. Thì cây không yêu cầu đất nghiêm khắc, cần chọn đất thoát nước tốt là được rồi, cơ cấu nhẹ, tầng canh tác sâu, không quá phèn. Và các vùng đất gần biển, đất phù sa ven sông lý tưởng thì để trồng dưa hấu chỉ cần chú ý đến tưới nước và bón phân. Còn giống như ở trên clip mình quay bà con xem thì vùng đất này là vùng đất cát pha tươi xốp, nhiệt độ rất dễ tăng cao, thoát nước nhanh và có lợi cho bộ rễ của cây dưa hấu nó phát triển và chất lượng lượng của dưa nó sẽ tốt hơn. Và cái việc chăm sóc nó cũng đỡ tốn kém. Thì nông dân chúng ta thì nên mình khuyên là nên dưa hấu không nên trồng liên canh vì chắc là dễ thất bại, vì cây vì dễ bị nhiễm bệnh nè, như là bệnh chạy dây nè, nứt thân nè. Thì cái thời gian mà cách ly trồng dưa hấu á, chúng ta càng lâu càng tốt. Đất trồng trên dưa thì nên cao, thoáng, không bị bóng râm che, không bị gió bão và phải chịu được cái độ pH là hơi phèn trong phạm vi từ 5 đến 7. Để mà hạn chế được bệnh nứt thân á, thì chúng ta nên trồng ở pH 6 đến 7 và nhiệt độ trên 26 độ C. Thì khí hậu ở Buôn Đôn Đắk Lắk này nó riêng á, thì nó rất là phù hợp với cây dưa hấu. Thì về trồng bằng bạt nhựa, như ở trên clip này là nông dân chúng ta trồng trên bạt nhựa, thì mình cũng nói là đất trồng dưa hấu á, phải được luân canh ít nhất là 3 vụ lúa nước hạt bắp, không luân canh với cây họ bầu bí như dưa hấu, dưa leo, khổ qua, bí đao á, chúng ta không nên luân canh với nó. Thì trồng trong mùa mưa nên chọn đất cao, thoát nước tốt. Thì trồng dưa hấu phải chúng ta phải trải bạt lát tích rồi đó, nhựa này á. Thì đất phải cày tươi xốp nè, bón vôi 100% cả vụ vào 10 ngày trước khi bón lót. Chúng ta dùng trấu hoặc bỏ cày. Chúng ta cày một cái đường rãnh, chúng ta để rải phân lót. Thì phân chuồng 40-50% là có thể là chúng ta dùng phân chuồng hết đi. Còn sau này chúng ta cũng có thể dùng phân hóa học cả vụ. Vì sau đó chúng ta cày đường lắp đất và lắp phân ngược chiều nhau, dùng cuốc á, hoặc sửa luống mương nước cho chúng ta chạy thẳng á. Công việc quan trọng của cái luống này là chúng ta để nước. Thì thường luống có chiều cao từ 40cm và chiều ngang 1m, đường mương rộng khoảng 40cm. Thì kế tiếp chúng ta tải bạt lên mặt luống, dùng đất hoặc thẻ tre mỏng á, chèn bạt cố định để chúng ta phòng gió làm bay cái rắc bạc đi, dẫn đến nước vào mương dễ căng cái mặt nước hơn. Thì dùng một cái cây chúng ta đục lỗ bạc cái đường kính là 7cm và cán dài 70cm, chúng ta đục dọc theo cái mép mương nước theo khoảng cách nhất định. Thì chiều cao các lỗ chúng ta nên đục bằng nhau này, và sau đó chúng ta trồng cây vào những vị trí này, những vị trí chúng ta đục lỗ đó. Thì nếu bố trí trồng với khoảng cách hàng á, thì chúng ta trồng 4,5-5m thì yêu cầu khoảng cách một cuộn bạc là 1000m². Về cái vải bạc lát tích nạ là một cái loại nhựa dẻo mỏng này, một mặt có màu đen và mặt bên kia có màu trắng bạc. Thì có chiều ngang dài là 0,9m và chiều dài 400m, cuốn tròn thành một cuộn nặng khoảng 8,5-9kg. Thì bà con chúng ta lưu ý nha, có hai loại bạc nhựa, một loại bạc nhựa của Đài Loan và một loại bạc nhựa của Malaysia. Thì chúng ta có thể phối hợp trồng giữa hai loại bạc này trong hai vụ trồng. Thì cái lợi ích của mình có sơ và cái lợi ích của cái việc bạc nhựa này, thứ nhất là tạo nhiều ánh sáng, mặt tráng bạc chiếu sáng của mặt trời nó phản xạ đi, thì giúp cây quang hợp nó tốt nè, thuận lợi nè, kích thích cây phát triển mạnh nè, hạn chế được côn trùng phá hoại như bọ trĩ nè, sâu xanh nè, sâu đất. Thì ngoài ra cái việc hạn chế được cái bệnh do tạo được môi trường thông thoáng sạch sẽ trong mùa mưa thì không bị đất cát dính và bám lây lan mầm bệnh của chúng ta, đồng thời nó hạn chế được cái cỏ dại, hạn chế được công lao động tưới nước, dễ quản lý được đồng ruộng và sử dụng ít công lao động này. Mà khác thì có thể trồng trên diện tích lớn mà vẫn cho năng suất cao hơn khi chúng ta trồng đất không có trải bạt.
Đó là cái vấn đề mà mình nói với bà con về trồng bằng bạt nhựa đó. Về cái ngâm ủ hạt giống á, tùy theo giống và cái lượng hạt giống ta cần gieo từ 35 đến 45 gram trên 1.000 mét vuông, đó là trên một sào á, với ở nông dân ở Buôn Đôn Đắk Lắk á. Thì chúng ta ngâm hạt trong dung dịch thuốc Benly, hạt Fumani, chúng ta pha trong nước tỷ lệ 1/1000. Thì cái thời gian đó là từ 15 đến 30 phút chúng ta ngâm hạt đó. Với hạt thì chúng ta phải rửa sạch, ngâm trong nước từ 4 đến 5 giờ. Chúng ta vớt cái hạt rửa sạch nhớt ra, rửa thật khô ráo nước, rồi chúng ta đổ hạt vào khăn ẩm sạch, vắt hết nước ra, gói lại và cho vào bao ni lông, cột kín miệng và để nó chống bốc hơi nước. Mà còn lưu ý là ủ hạt ở nhiệt độ thích hợp là 300 độ C. Nếu mùa lạnh trời mưa chúng ta nên cấp thêm nhiệt bằng cách là đốt đèn. Mà thời gian bắt đầu nảy mầm á, từ 32 đến 48 giờ sau khi ngâm hạt giống. Thì từ đó chúng ta chọn những cái hạt bắt đầu nảy mầm á, đem gieo ngay, và những hạt chưa nảy mầm thì chúng ta tiến hành ủ lại tiếp ở dần tiếp theo. Thì về cách gieo hạt nè, thì chúng ta có thể gieo vào bầu, làm bầu đơn giản thôi, bằng ni lông á, có đường kính 4 đến 5 cm, chiều cao 8 cm. Thì đất vô bầu bà con lưu ý mình á, phải trộn đều giữa đất mặt, tro trấu phân chuồng hơi mục và lăng theo tỷ lệ 3:1:1 và 0:5. Thì chúng ta trộn đều đó và có thể pha thêm thuốc sang, thuốc sâu furan á, dạng hạt á, để phòng ngừa một số loại sâu bệnh, và có thể trộn thêm một loại phân vi sinh để ra rễ. Bà con lưu ý đất bầu không để bị nén chặt nha, uống nước để tránh tình trạng bầu cây con nơi râm mát á, làm cho cây mọc vươn cao và ốm yếu hơn. Thì vào mùa mưa nên làm mái che cho cây con để phòng được cái nước mưa lớn làm hư hại đến cây. Và sau khi mưa nên chúng ta cuốn mái che để cho cây con có đủ ánh sáng nó chiếu vào. Về cái gieo thẳng á, thì chúng ta có thể gieo hạt trực tiếp lên luống trồng luôn. Thứ nhất là có ưu điểm là tiết kiệm công lao động này. Cái thứ hai là cây phát triển mạnh hơn so với trồng trong bầu con. Tuy nhiên á, thì cái mặt đất nơi gieo trồng chúng ta cần phải bằng phẳng này, tơi xốp và luôn đủ độ ẩm để cho hạt nảy mầm dễ và phòng trừ được sâu bệnh tốt, để đảm bảo được cái cây trồng ở ngoài đồng ruộng. Cái đó là cái cách gieo hạt. Và tiếp theo mình nói về cái cách bón phân, thì cái lượng phân bón nhiều hay ít á thì tùy thuộc vào cái độ màu mỡ của đất, nói chung vào thổ nhưỡng của đất á. Ví dụ như đất bạc màu á, đất cát thì chúng ta cần bón nhiều phân hơn đất thịt và đất sét. Liều lượng bón phân chung á, như mình nói là phân chuồng hoai mục hoặc phân lăng hữu cơ á, thì ba bón khoảng cỡ 1 tấn trên 1 ha. Còn vôi bột á, chúng ta thường nung vôi bột á, chúng ta chọn những vôi tốt á, thì chúng ta cũng bón khoảng 1 tấn trên 1 ha. Còn lại đó là phân bón đầu trâu, gồm có các loại như là ba ba con 15 hoặc 13 13 3T, thì chúng ta bón khoảng cỡ 1 tấn đến tấn 2 trên 1 ha. Đó là cái vấn đề bón phân. Còn về tưới nước á, thì trồng thông thường có thể dùng phương pháp tưới phun hoặc tưới thấm tùy điều kiện tưới tiêu từng vùng. Thì trồng dưa rải bạt áp dụng phương pháp tắm tưới bằng cách là bơm nước hoặc tháo nước vào mương, sau đó ta rút cạn nước vào mương trong ngày. Lượng nước tưới và số lần tưới là tùy thuộc vào cái điều kiện của đất trồng của chúng ta nha, và giai đoạn tăng trưởng của cây. Đó là về cái tưới nước và bón phân. Và cái tiếp theo á, là cái thụ phấn. Thì ở biện pháp này mình nói là cái thụ phấn nhân tạo là biện pháp kỹ thuật cần thiết trong sản xuất dưa để dễ chăm sóc, bón thúc nuôi trái, cháy lớn đều, chín và thu hoạch cùng lúc. Và cái thời gian thụ phấn thì gồm từ 7 đến 9 giờ sáng. Lúc này dây dưa nó dài khoảng 15 đến 1,5 mét và ra hoa rộ từ 25 đến 30 ngày sau khi trồng. Chúng ta phải ngắt cái hoa đực bất kỳ, hoa vừa nở to và có nhiều phấn, chấm cái phấn đều lên hoa cái và vừa nở đó, hoa vừa nở chúng ta chấm lên đó. Đó là cái vấn đề thụ phấn. Về cái cuối cùng đó là cái thu hoạch. Cái ngày thu hoạch tùy thuộc vào cái đặc tính giống và thời tiết. Thông thường ở miền Nam á, thì khoảng 25 đến 30 ngày sau khi thụ phấn là ta cần bổ sung là dưa hấu đã chín đi. Thì để cho chất lượng đảm bảo được ngon ngọt và trước khi thu hoạch 70 ngày chúng ta cần cắt nước tùy theo vùng đất, sau đó cắt và vận chuyển nhẹ nhàng bảo quản nơi thoáng mát. Thì hiện nay cũng có rất nhiều loại dưa hấu, dưa tròn, dưa dài, thì đó là tùy vào lựa chọn của bà con chúng ta mà chúng ta trồng những loại dưa thích hợp. Thì cái clip này mình quay rồi nói sơ bà con về cái kỹ thuật trồng cái dưa hấu ở vùng Buôn Đôn Đắk Lắk cho năng suất cao. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh mình tiếp tục làm những cái video tiếp theo cho bà con xem ạ.